Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ phim viễn tưởng Pháp, kể về cô gái tìm thấy xác ướp trong cổ mộ, sau khi đánh thức xác ướp, có thể giúp cô thực hiện nguyện vọng của mình. Câu chuyện diễn ra vào năm 1912, có một tên đàn ông say xỉn đang buồn đi vệ sinh, thế là ông ta chuẩn bị giải quyết tại chỗ. Vừa ngẩng đầu thì thấy ánh sáng kỳ ảo phát ra từ phía tòa nhà đối diện, điều này khiến ông ta rất sợ hãi. Hóa ra, đó là do nhà khoa học giả Mary đang làm phép, cả người ông ta đang lơ lửng trên không trung mà các đồ cổ đang bay loạn trước mặt. Nhờ có pháp thuật của ông ta, một quả trứng khủng long đã ngủ say trăm năm tại một viện bảo tàng cách đó 2 km bỗng dưng sống dậy còn cho ra một con khủng long bay. Nó vừa ra đời đã bị mô hình khung xương của con khủng long lớn dọa sợ. Mary lập kế ước sinh tử thần bí với khủng long bay. Nó dường như nghe thấy lời gọi của ông ta, liền xuyên qua lớp kính bay ra khỏi viện bảo tàng, chắc chắn tiếp đó sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Tối đó, con khủng long bắt lấy xe của cục trưởng cảnh sát rồi quăng cả người lẫn xe xuống sông. Mà cảnh này bị tên say xỉn kia nhìn thấy, ông ta liền gọi điện cho tổng đốc Andrei. Sau đó, con khủng bay qua cửa sổ nhà khoa học trẻ Jeulevult. Hóa ra, Jeulevult vẫn luôn yêu thầm Adil, mà Adil là một tác giả viết chuyện mạo hiểm xinh đẹp. Một hôm nọ, khi cô đang tổ chức buổi lễ ký tặng sách mới, khi Jeulevult đến xin cô ký tên, hắn căng thẳng đến mức quên luôn cả họ tên mình. Sau khi buổi lễ kết thúc, Adil lên đường cho chuyến du hành mạo hiểm mới. Cô cưỡi lạc đà đến vùng đất An Cập thần bí để tìm kiếm xác ướp, sau đó cô hợp tác cùng với hai tên đạo mộ để xuống cổ mộ. Ba người từng người lấy ra tấm bản đồ kho báu trong tay, mà một người tài sắc vẹn toàn như Adil rất nhanh đã tìm ra lối vào của cổ mộ. Cửa lớn vừa mở, hai tên đạo mộ định giết cô để độc chiếm kho báu. Sau đó dùng súng uy hiếp để đuổi Adil, đám người này đúng kiểu cần tiền hơn cần mạng. Suýt nữa còn châm lửa lớp dầu dưới đất, xem ra bọn chúng không thể rời khỏi Adil được. Adil khởi động cơ quan thành công, mở được hầm đi xuống cổ mộ. Mà ở đây quả thực có rất nhiều châu báu. Hai tên đạo mộ hào hứng vì mình sắp giàu to, trong đó còn có tên lấy vương miện đội lên đầu, nhưng còn chưa ngạo mạn được bao lâu, bị một sợi dây bỗng dưng biến thành hình rắn quấn chặt cổ đến khi tắc thở, tên còn lại rơi xuống hố vàng và sẽ rơi vào giấc ngủ mãi mãi. Mà Adil coi tiền bạc như khói bụi. Cô đi đến phía một cỗ xác ướp, nghe nói xác ướp này là của thần y nổi tiếng nhất Ai Cập. Mục đích cô đến cổ mộ là tìm ra thần y Ai Cập để cứu chữa cho em gái song sinh của mình. Khi cô đang định bê xác ướp đi, có một tên xấu xí dẫn theo đoàn quân tiền vào chuẩn bị tịch thu toàn bộ mọi thứ. Mà Adil vì chuyện đào mộ có thể sẽ phải ngồi tù. Trong lúc nguy cấp, cô mượn tên đó bật lửa, sau đó nhân cơ hội vứt nó vào chỗ đất dầu. Ngọn lửa lớn ngăn cản sự truy sát của đám người đó, mà Adil vội chạy trốn. Cuối cùng cô lao vào quan tài của thần y rơi vào vòng tay của xác ướp. Thông qua mật đạo, quan tài rơi xuống một dòng sông, sau đó bị xoáy nước cuốn trôi đến ốc đảo sa mạc. Vừa hay có một người dân nhìn thấy bị dọa cho ngây người. Adil chui ra khỏi quan tài, cô nhìn thấy xác ướp hai tay đặt trước ngực. Mà ở một nơi khác, quốc vương cũng đã nhìn thấy khủng long bay, ông ra lệnh trong vòng 24 giờ phải bắt được nó. Quan viên thi nhau đùn đẩy, cuối cùng việc này rơi vào đầu đội trưởng đội cảnh sát Inspector. Hắn lập tức chạy đến bảo tàng điều tra. Lúc đấy Jeulevult đang nghiên cứu quả trứng, hắn phát hiện trứng đã nở nhưng lại không nói việc này cho Inspector biết, chỉ đưa cho hắn danh thiếp của nhà khoa học giả Mary. Sau khi tìm được manh mối, Inspector chuẩn bị đến nhà Mary. Cùng lúc này, khủng long bay đã bay đến nhà Mary, vừa lúc cảnh sát đến gõ cửa, ông ta đành phải giấu nó đi. Trong khi hai bên đang trò chuyện, con khủng long thi thoảng lại phát ra tiếng kêu, cũng may mỗi lần Mary đều có cách hóa giải. Mà cảnh Inspector có tính đi đến đâu thì ăn đến đó. Khi hắn ta đang định cho quả trứng gà vào miệng, ai ngờ con khủng long đã nhắm quả trứng đó từ lâu, nó liền xông ra kêu lớn để đòi lại trứng. Con khủng long bay nhảy loạn cả phòng nhưng quả trứng vẫn bị Inspector ăn mất. Cảnh cũng khiến Inspector sợ ngây người. Mary vì tự ý chiếm giữ tài sản quốc gia nên bị xử tử hình, 3 ngày sau sẽ tiến hành hình phạt. Ở một bên khác, Adil mang được xác ướp về nhà, mà em gái cô ngồi trên giường bất động, nhìn tình trạng có vẻ rất nghiêm trọng. Adil liền lấy ít trang điểm bôi lên gương mặt trắng bệch của em gái. Lúc này Jeulevult đến tìm, hắn đưa cho cô một bức thư, còn bảo bức thư đó rất quan trọng, Adil nhất định phải xem. Nhưng cô không để tâm chuyện đó. Lúc này, Adil đọc được tin khủng long sống dậy, cô liền cải trang thành luật sư đến tìm Mary và nói rõ nguyên do mình đến. Cô muốn Mary giúp mình đánh thức xác ướp để cứu em gái. Mary bằng lòng giúp nhưng giờ ông ta đang ở trong tù không ra, cô cần phải nghĩ cách để đưa Mary ra khỏi đó. Sau đó Adil cải trang thành đủ loại thân phận để đến cứu ông, nhưng đều bị quản ngục phát hiện và đuổi ra ngoài. Trong thời gian này, Inspector thuê tay bắn tỉa đứng bắn ở trên tháp Eiffel, kết quả bị con khủng long bay tấn công. Sau đó hắn lại đến bãi chăn nuôi để tìm cách giết nó, nhưng tay bắn tỉa chả làm ra trò chống gì, còn lỡ tay bắn chết một con dê. Mà ở bên khác, Adil giả dạng thành hộ tá để đánh ngất quản ngục, nhưng Mary bảo mình vẫn chưa ngủ đủ, bảo cô lần sau hãng đến. Đây là lý do vớ vẩn gì chứ, Adil đành phải bỏ về. Đến lần tiếp theo, khi Adil cải trang thành cảnh sát đến nhà ra, Mary đã bị đưa ra pháp trường. Cô đến tìm quốc vương, Adil lấy thân phận phóng viên của mình để khuyên quốc vương thả Mary ra, vì chỉ có ông ta mới khống chế được khủng long bay. Nếu ông ta chết, con khủng long sẽ hại chết càng nhiều người hơn. Mà vào lúc này, con khủng long bay đến cung điện tấn công quốc vương, Adil mau chúng chạy đến cứu, nhưng bị thị vệ nhầm rằng sát thủ nên đã bắt cô đi. Mà thực ra con khủng long bay muốn bắt chú chó cưng của quốc vương.
Adil đối diện với lời chất vấn của cảnh sát. Cô bảo mình muốn thông qua Mary đánh thức xác ướp, cứu lấy em gái. Nhưng hiển nhiên cảnh sát không hiểu cô đang nói gì. Adil tức tối quay về nhà, nhìn em gái nằm bất động trên giường, cô thề sẽ phải nghĩ cách trị khỏi cho em. Tiếp đó cô ngồi trong bồn tắm để thư giãn, vô tình đọc được bức thư của Zeulevult. Hóa ra Zeulevult đã là một chỗ ở cho khủng long bên cạnh chuồng dê. Sau khi đọc xong thư, Adil vội đến tìm hắn. Sau đó cùng nhau đến chỗ ở của con khủng long bay. Adil định làm gì đây? Cô không biết nó rất hung dữ ư? Lúc này, trong lòng Adil bỗng nảy ra một suy nghĩ, cô muốn thuần phục con thú này. Mà con khủng long lại thích miếng khoác vai bằng lông trên vai Adil, nó dường như thấy rất thú vị. Adil thấy vậy bèn gỡ súng đưa lên người con khủng long. Nó miệng thì bảo không cần, nhưng cơ thể thì rất thành thật, ngoan ngoãn để Adil đeo lên. Cứ như vậy, Adil thành công thuần phục con khủng long bay, buông bỏ mọi sợ hãi đối với nó. Cô leo lên lưng khủng long rồi bay đi. Trong thời khắc quan trọng kịp thời cứu được Mary, mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều ngây người, không ai kịp phản ứng lái. Adil đưa Mary về chỗ ở của khủng long, nhưng lúc này thợ săn đã mai phục sẵn, nhắm chuẩn thời cơ rồi nổ súng. Mà Ma Iver vì lập kế ước sinh tử với con khủng long, nên trên người ông ta cũng xuất hiện vết đạn. Adil bảo Zeulevult chữa khỏi cho khủng long, còn mình đưa Ma Iver về nhà. Mary dùng chút sức lực cuối cùng của mình để đánh thức xác ướp, nhưng cũng vì đó Mary đã qua đời. Xác ướp sau khi thức tỉnh, Adil vội cầu xin hắn hãy cứu lấy em gái mình, nhưng xác ướp lại bảo mình không phải bác sĩ mà là một nhà vật lý. Adil cảm thấy rất tuyệt vọng, cô nhớ về 5 năm trước khi cô và em gái chơi đánh tennis, do dùng lực quá sức Adil đã đánh ngã em gái, chiến châm rơi xuống đâm xuyên đầu em. Từ đó em gái không còn tỉnh lại nữa, nhưng xác ướp lại bảo vừa nãy Mary thì pháp có thể đánh thức toàn bộ xác ướp trong vòng 2 km. Hai người vội vã lẻn vào viện bảo tàng lúc. Trên đường xác ướp giúp Adil xử lý một số chứng ngại. Cuối cùng bọn họ cũng đến nơi chuyên đặt xác ướp. Adil hỏi từng xác ướp một nhưng ai cũng bảo không phải bác sĩ. Hy vọng cuối cùng đành phải gửi gắm vào quốc vương. Quốc vương chui từ trong quan tài ra, cực kỳ thân thiện vươn người. Để cảm ơn, quốc vương giúp Adil tìm đến một ngự y mà ngự y rút luôn cây châm trên đầu em gái. Adil thấy vậy rất kinh ngạc nhưng ngự y không quan tâm đến cô. Ông ta đưa sau đó nội tạng của pha ra ông vào người em gái, sau đó dùng vải quấn xác ướp để buộc lại. Không lâu sau, em gái bỗng dưng bật dậy. Còn quốc vương dẫn theo đội quân xác ướp của mình lên đường quay về Ai Cập. Zeulevult lấy hết dũng khí đến tỏ tình với Adil, nhưng người ra mở cửa lại là cô em gái. Hai người vừa gặp đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, Zeulevult liền đưa hoa tặng cho cô ấy. Còn Adil lại bắt đầu chuyến hành trình mới mà con tàu cô đi lại chính là Titanic. Xem ra một câu chuyện mới lại sắp được viết ra, câu chuyện đến đây kết thúc. Bộ phim có tên Những Cuộc Phiêu Lưu Lăng Xét. Nội dung phim hơi vô bổ, cả bộ phim có đan xen yếu tố hài hước kiểu Pháp. Hình tượng khủng long bay và xác ướp được xây dựng khá thú vị, nếu ai thích có thể đi xem bản full.